Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng máy cắt cỏ 430 động cơ Oshima. Mở thùng. Đây là động cơ Oshima 430. Tem máy. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp máy. Rồi giờ tiếp tục ráp đến tay cầm. Trước khi ráp tay cầm thì tốt nhất mình nên ráp cái lưỡi cắt trước đi. Ờ, chỗ này mình có cái đệm mở ra. Giờ lắp cái cỏ nha. Lưu ý cái này là do là con ốc người nha bạn. Các bạn phải chú ý luôn. Hôm nay mình quên mất lưu ý với các bạn vấn đề này. Khi lắp cái lưỡi vô nhớ lắp cho đúng khớp nha. Tại vì nếu các bạn lắp lọt á thì khi mà các bạn khi các bạn bóp ga ấy sẽ có hiện tượng rất cái cần rất là lắc, rất mà rất lung người, lung tay luôn á, lung mà tay người luôn á. Để cái con rất nhiều.
cái nào không được nha, lắp nó đúng khớp nè, vô đúng khớp lỗ tròn đấy, lại lắp lên chú ý nó lên bóc ngược nên mình dặn lại, dặn theo chiều ngược kia nha. Xong giờ chúng ta lắp cái lắp lưỡi trước thì nó cho nó đơn giản đỡ, lắp mấy kia nó nhẹ hơn, còn lúc mà lắp cái cần xong mà lắp lưỡi á thì nó hơi bị rắc rối, lúc đó bị dướng cái cần lắm. Tháo luôn. Đây là tay phải của mình nha, nhưng mình thường thì sẽ lắp tay ga bên tay phải nha, và tay cầm bên tay trái. Tiếp đến chúng ta lắp tới cán cỏ nha. Mình lắp thì kia bên ngon. Cán cỏ thì mình ráp tùy thích nha. Mọi người thích ráp kiểu gì cũng được hết. Xong giờ cái này mình chỉ cần mình ráp, mình móc cái này vô trong như sau, đây là đồ keo nha. Keo móc ra là được. Ok xong. Mình đây cách sử dụng. Đầu tiên mình kiểm tra khi mà đổ, mình đổ nhiên liệu vào đó nhiều nhiều, mình đổ xăng phải nhớ theo tỷ lệ nhất định, rồi mình đổ nhiên liệu vào đây. Đổ nhiên liệu vào đây nhé. Đổ nhiên liệu vào đây. Tiếp đó là mình bơm cái núm xăng này. Mình bơm khoảng tầm sau bên mình bấm phân nhất khoảng 6 cái gì đấy. 6 cái 7 cái gì đấy cho nó xăng nó lên. Kéo que lên. Kéo mình thời sẽ để que chính tầm chính giữa đi cho dễ nổ. Giật nổ kéo giật. Giật đến khi nào giật mà giật thẳng nha. Thì đến khi nào mà nó nổ. Đây là mật công tắc nguồn đây. Khi bật lên là công tắc tắt. Rồi xuống là mật nó đang chạy ra mở. Thì mình giật nổ, kéo giật nổ xong mình kéo qua ra lên là xong. Đến khi nổ kéo qua lên là ok. Ok, máy chỉ có vậy thôi.